20.000 tô hả Lan? Dạ. Trời ơi, con hến rồi. Tưởng đâu phải 40. Phải đâu 40. 30. 30. Không, mình nghĩ đi ăn cơm hến á, chắc phải là một người phải 40. Thấy cơm nguội nó nấu sẵn rồi, cái nó bóc nó bỏ vô rau, cái bóc bỏ cơm vô, bỏ miếng hến cái thứ chút chút vậy. Xong bắp hành có tôm cơm hến cái chỗ nãy mình đậu mà sắp chết rồi con để cháy có chỗ mình đi bộ hôm qua nè tối mình đứng băng qua đường chỗ này nè. Hôm qua đi bộ băng vô đường đi vậy xuống đây nè. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Qua đây có quần quần ở chỗ này không à? Ơi, chúng ta đi sai sai. Sai sai vậy? Sai gì? Qua mình đứng đậu, đúng không? Mình đứng chỗ cái nhà anh đang làm nè, cái băng qua đường chỗ này đi xéo vô đây đường Nguyễn Chi Phương nữa. Qua mình đi ngang tòa nhà mình nhau. Không. Đây là mình đi xa thôi, tòa nhà mình theo thôi. 400 mét nữa, tại vòng xuyến, đi theo lối ra thứ hai và hẻm 4. Đó, vòng lại cái tòa nhà này nữa nè. Quăng cái tòa nhà này không? Ra khỏi được cái tòa nhà này. Rồi, đi. Đà Nẵng 105. À đi cái hai đường. Đi là đâu có đi qua Hải Dân. Cái này mình đi về Hải Dân mà. Quốc lộ 1A Hải Dân. Ừ. Dân nó đi hầm hay là đi đèo? Thì tới ngã ba đó thì một là đi hầm hay đi đèo. Ngã ba đó bà biết không? Biết không biết. Nó chở cái bản vô hầm không vô hầm thì lên đèo đi hoài đó mà không biết còn vòng xuyến vào Hùng Vương đi tiếp 15 km nữa 4 giờ sáng là nó đóng cửa là tao đậu đó tao nghỉ cả tiếng hồ đó còn hoàng đó bán bánh mì rồi riêu rồi nghỉ gì tức là 4 giờ sáng nó nghỉ tiếng hồ để nó vệ sinh à đường hầm á nó vệ sinh bảo trì vậy đó một tiếng hồ tiếng rưỡi vừa qua nè như chắc 2 tiếng quá xe nó tới đó là đậu dài 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 đó chờ tới giờ mở cửa lại nó đi tiếp Sóc ơi Sóc vui vẻ quá vậy Sóc tỉnh rồi hả Sóc giờ bán nghe sắp quậy cầu An Cụ mấy cái nhánh này là sông Hương chảy vô cao tốc á hình như là cái tiếng Hà Nội đi vô Cam Lâm nó đi xỉa vô luôn nó khỏi đi đường tránh
bỏ vô Huế mới đông nữa. Chưa có ở thì cũng tệ, có bây giờ có ăn nhiều anh không? Rồi còn không có thu phí nữa. Sợ còn dính cho mồm. Rồi đi theo hướng Nha Trang. Đừng có đi đường mòn Hồ Chí Minh đó. Chỗ A Lưới đường ta tỉnh đi thôi, không đi thì ta về ta lấy bình nơ ta đi. Đi tới đó cũng ta hùi ta thấy gì đâu, bây giờ không đi thôi chứ đâu có tiếc rẻ gì. Kịp không kịp rồi. Kịp không? Kịp không? Không. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Nhìn biết ngay mà bạn bạn Hiếu và cái phục nó còn yếu nó bị sệ hay không? Cái đất nó sệ hả anh? Chợ phụ tải sệ. Rồi xong rồi, mẹ nhìn kìa. Mà bạn mình là một máy rồi. Mẹ nhìn kìa. Đổ buộc lên ha. Còn mình là một khác rồi, không bự rồi. Rồi con thiếu là nó phục cũ hả? Phục cũ, xe cũ. Mẹ nhìn kìa. Chiếc xe này con chở hàng đầy hết luôn, nó cũng đâu có. Đấy. Mở đèn nha.